Nè nè, cho bú nè, thường con chăm cho đút sao đút vô bú liền nhé. Thường con tao không chịu bú á thì phải đút mé mé cái miệng Dạ. á. Không, Ông hay chụp nó chụp 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 tranh thủ liền. ôi, nó nhìn cái máy hả? Dạ, lấy ra. Không, nó chưa thấy được đâu. Ủa giờ nó thấy được rồi nè. Nó thấy chứ, nó thấy gần được mà, xa thì chưa chứ Đó, nó gần liếc thì theo mày đó, thấy chưa? Thấy cái gì đắp nó không? Thấy miếng vải đó. Nó có chân nó đợi như cho nó nặng nặng á. Nó chưa có quen á. Được quá, phòng mở ra có nắng buổi sáng mình khỏi dặn là sưởi đỡ. Dặn hoài nó ấy, tới ban đêm cứ vậy để tối mình Dạ. coi bao nhiêu độ mình thấy ấy, đừng có xài. Buổi sáng Không, canh tối trong đây nắng. lạnh, tại gạch nó lạnh. Nhưng mà mình canh khoảng bao nhiêu chiều tối mình hãy dặn, đúng không? Dặn dặn sớm á, để vậy cho nó Dặn mới lạnh để nó thanh, tạo nhìn cái cái bóng ở dưới nó Dạ. theo cái bóng ở dưới mình cho ánh nắng nó vô, con kéo vậy nắng nó không có vô nhiều á, nhìn dưới đất á con thấy không, Dạ. theo chiều nắng nó vô. Bữa nào mai mốt thì là cà phê nắng ở góc này. Không cho nó liếc con này thấy không, Giờ thấy được là tốt. kêu cha kìa kêu cha qua coi nè, cha chưa thấy mà nó liếc qua liếc lại vậy đâu. Chà. Đó, mình nhìn thấy ánh nắng, mình kéo với nó vô, tùy theo. Thôi đi, ăn miếng Dạ, rau với con đi sữa theo đi. anh. Anh đưa cái máy đâu đã theo anh tới đó. Giờ nó dòm lên trên trển kìa. Hôm qua là nó dò mấy cái này say mê luôn. Nó đồ treo. Nó suy nghĩ tại sao mẹ bỏ rác vô chuồng nữa. Rút đi á mà nó sẽ bớt nút lại. Ở đâu nút nữa nó no Nó no rồi. Nó thích ngậm. nó gì nó vú mà tối chiều hôm qua trong nhà thương ngậm qua mày không, mày thấy mày biết rồi, mà đang ngậm con thanh hoài không được, mày thấy vậy thôi cho đi Đừng về có nhét nó quá. Nó no rồi, đừng đâu có. có, nó nút vậy nó mệt mỏi. Trời ơi, liếc qua liếc lại nhìn theo cái máy.